Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn tại kênh của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Kylian Mbappe và những cầu thủ hờn dỗi như trẻ con sau khi bị thay ra. Rạng sáng ngày 2 tháng 2, thật khó để lý giải hành động của Kylian Mbappe trong trận đấu với Montpellier. Chiến thắng 5 sao, dòng giả của PSG xuất hiện vết nhơ không thể nào quên đối với các cổ động viên. Ngôi sao trẻ sáng giá nhất của họ, từ người hùng trên sân bỗng trở nên ích kỷ, lây qua tiếng lại luôn với huấn luyện viên chỉ vì bị thay ra sớm. Cùng Mr. Zero tổng hợp, Kylian Mbappe và những cầu thủ hờn dỗi như trẻ con sau khi bị thay ra nhé. Nếu thấy video thú vị, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero. Tạm biệt. Vậy cái nào? Mặc dù mới ở độ tuổi đôi mươi, Mbappe đã vươn đến đẳng cấp cao nhất, sánh ngang những ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới. Con số 180 triệu euro mà PSG đã chi ra để chiêu mộ Mbappe từng bị chê bai là điên rồ, nay là trở thành mức phí quá rẻ với những gì Mbappe đã thể hiện. Tầm ảnh hưởng của cầu thủ trẻ người Pháp đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết khi mà Paris Saint-Germain có thể nhẹ nhõm ngay cả khi không có Neymar hay Cavani, vì Mbappe luôn có thể đón lấy nhiệm vụ của hai người đàn anh. Thi đấu chói sáng như vậy, thế nhưng xét về tuổi đời thì Mbappe vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Có thể không chính xác nếu dùng từ trẻ người non già cho Mbappe, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng tuổi trẻ thường có những khoảnh khắc bồng bột. Mbappe cũng thế, không thể tránh khỏi những chấm đen nhỏ trong thời gian thi đấu sáng chói của mình. Nhịp bóng đá mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video sau đây. Real Madrid đang chuẩn bị phá két đưa ngôi sao số 1 nước Pháp về sân Bernabeu khi nhận thấy những dấu hiệu của việc Kylian Mbappe đang không hạnh phúc tại PSG. Có nhiều nguồn tin uy tín cho hay, tiền đạo người Pháp cũng không mặn mà lắm trong việc gia hạn hợp đồng với đội bóng thủ đô Paris. Sự việc mới đây ở trận đấu thuộc khuôn khổ Ligue 1 giữa Paris Saint-Germain và Montpellier ngày 1 tháng 2 năm 2020 cũng phần nào cho thấy sự không thoải mái của Mbappe ở công viên các hoàng tử. Cuối tháng 1 năm 2018, PSG vừa có chiến thắng 3-2 trước Rennes để giành quyền vào chung kết cúp Liên đoàn Pháp. Tuy nhiên, họ cũng phải chịu tổn thất khi Kylian Mbappe bị thẻ đỏ trực tiếp ở phút 63 vì trọng tài cho rằng anh đã phạm lỗi với cầu thủ bên phía Rennes. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ 21 tuổi này bị đuổi khỏi sân sau tổng cộng 87 trận đấu. Trên đường rời sân, Mbappe đã bày tỏ sự bất bình với quyết định của trọng tài. Anh nhìn thẳng về phía ống kính truyền hình và nói: "Này nghe đây, tuần trước tôi bị soạt bóng y như vậy nhưng không có ai bị thẻ đỏ hết." Trận đại thắng 5-0 của PSG đến làm khách trên sân Angers hồi tháng 11 năm 2017 không thể không kể đến công của Kylian Mbappe khi đóng góp đến hai bàn thắng, đồng thời còn có một pha kiến tạo giúp Cavani chạm mốc 100 bàn ở Ligue 1. Thế nhưng vấn đề là trong trận đấu này, Mbappe còn cho thấy tài năng của một kịch sĩ có phần bị lố bịch. Trong tình huống cản trở bóng với đội Angers, Mbappe đã tấn ngã Angelo Fulgini và cố tình ăn vạ khi đang qua người cầu thủ này. Có thể Fulgini đã cố khèo chân cậu ta, nhưng phản ứng này thật sự quá không chân thật. Trọng tài đã không ngần ngại tặng ngay cho anh chiếc thẻ cùng màu với chiếc áo anh đang mang. PSG đã giành một chiến thắng giòn giả 5 sao trong một trận đấu dễ dàng khi đội khách phải thi đấu với 10 người ngay từ phút 17. Thế nhưng niềm vui của gã nhà giàu Pháp không được hoàn mỹ khi xuất hiện vết nhơ không thể nào quên đối với các cổ động viên.
Phút thứ 68, chân sút người Pháp đã phải nhường chỗ cho Mauro Icardi. Tiền đạo trẻ người Pháp không ngần ngại bày tỏ thái độ bất mãn với Tuchel. Lúc bị thay ra, Mbappe đi thật nhanh, cố tình né tránh ông thầy. Tuchel lao ra, chặn lại và hai người đã có một cuộc trao đổi rất nhanh. Trong bầu không khí căng thẳng, dù chẳng ai biết họ nói gì. Sau đó, cựu tiền đạo Monaco tiến về băng ghế dự bị, không buồn mặc chiếc áo thể thao vào để trốn cái lạnh ở Paris. Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, anh ngồi bất động, không tỏ bất cứ thái độ nào. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Mbappe đều không ở lại để ăn mừng chiến thắng, mà đi thẳng về phòng thay đồ và là một trong những người đầu tiên rời sân với khuôn mặt rất khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này Mbappe tỏ vẻ hậm hực với người thầy của mình. Cách đây 2 tháng, khi PSG chạm trán Montpellier ở trận lượt đi League One, hình ảnh rạng sáng nay từng xuất hiện. Khi đó, Mbappe vì không muốn bị thay ra ngoài đã cảm thấy bực bội, không quan tâm đến Tuchel. Cựu cầu thủ AS Monaco liên tục khiến nội bộ PSG rơi vào trạng thái rối loạn. Người ta có thể bào chữa cho Mbappe rằng anh vẫn còn trẻ, đủ thể lực và muốn thi đấu, ghi thêm bàn thắng cho PSG. Nhưng trong mùa giải năm nay, đây đã là lần thứ hai ngôi sao người Pháp tỏ thái độ như vậy với người thầy của mình. Trong các trận đấu, việc va chạm là điều không thể tránh khỏi. Cũng không ít lần Mbappe bị phạm lỗi giữa các pha tranh chấp. Thế nhưng có lẽ từ Monaco đến PSG, cùng với sự bộc lộ tài năng, vẻ non nớt, cam chịu của một cầu thủ trẻ dần dần thay đổi bằng sự thái độ nóng nảy, sẵn sàng tay đôi trong các pha tranh chấp. Như tình huống này, trong một pha dâng lên tấn công giữa Mbappe và thủ thành Jeremy Vercus đã có lời qua tiếng lại sâu màn lướt qua nhau chớp nhoáng. Trọng tài đã phải vào cuộc để điều giải hai người, nhưng thái độ của Mbappe có vẻ không để tâm lắm, hay chính xác là không coi ra gì, khiến vị vua áo đỏ này phải thổi còi gọi hai người trở lại để điều giải lần hai. Quay trở lại với sự việc đề cập ở đầu video, thái độ hay phản ứng xấu không phải chỉ có mỗi duy nhất mỗi Mbappe, bởi hầu hết các cầu thủ đều có những lúc như vậy. Nhưng với Mbappe, trong thời điểm hiện tại, tiền đạo trẻ người Pháp không ngần ngại bày tỏ thái độ bất mãn với Tuchel, thực sự là điều không tốt chút nào. Mbappe luôn muốn chứng tỏ vai trò không thể thiếu tại đội chủ sân công viên các hoàng tử. Còn bản thân huấn luyện viên người Đức từng giải thích với Mbappe về những quyết định thay người rằng, khi PSG đã có thế trận tốt, kết quả tốt thì ông muốn các trụ cột được nghỉ ngơi nhiều hơn cho những trận chiến quan trọng tiếp theo. Nếu mâu thuẫn này gây hậu quả nghiêm trọng, làm rạn nứt phòng thay đồ PSG khi Mbappe khát khao thể hiện tài năng cùng với một kiền kiện trắng đang nhìn chằm chằm, thì liệu sự hờn dỗi khi bị thay ra sân này có trở thành một lần dứt áo của tài năng bóng đá hiện đại cho thế hệ mới? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.